mà người ta đọc vô một cái chẩn đoán đó thì tôi sẽ đánh dấu hỏi cho cái bài thi của mấy bạn liền. Nãy nói ha, tuổi trên 40 là yếu tố nguy cơ bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nhưng mà có một yếu tố nguy cơ mấy bạn thấy là di truyền thiếu hụt alpha 1 antitrypsin. Thì cái này là thường gặp ở những người trẻ tuổi dưới 40. Thì khi mà mấy bạn chẩn đoán một bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà trẻ tuổi thì bắt buộc mấy bạn phải hỏi là yếu tố gia đình của bệnh nhân, ở nhà có ai bị mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không, và thường là được chẩn đoán bệnh khi mà còn trẻ, ví dụ như khoảng 30 30 mấy gì đó, có thể có hút thuốc lá hoặc không hút thuốc lá, nhưng mà gia đình ai tới tuổi đó là cứ khò khè khó thở rồi đi khám thì chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì lúc này là người ta sẽ xem xét cái yếu tố thiếu alpha 1 antitrypsin, thì cái này là được chẩn đoán xác định bằng cái việc định lượng cái men này. Hiện tại ở Cần Thơ mình chưa có định lượng, thành phố Hồ Chí Minh thì có định lượng rồi. Cho đó khi mấy bạn chẩn đoán một bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà còn trẻ tuổi thì bắt buộc mấy bạn phải hỏi về yếu tố gia đình và mấy bạn xác định coi có thiếu hụt alpha 1 antitrypsin hay không. Trong những yếu tố nguy cơ này nè, mấy bạn sẽ thấy có một phần là hen phế quản. Thì cái này mình lưu ý, cái này là một bệnh nhân bị hen phế quản, nếu như lớn lên người ta có tiếp xúc với khói bụi, có hút thuốc lá cái người ta khả năng người ta mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhiều hơn cái người không bị hen phế quản, chứ không phải một bệnh nhân hen phế quản là biến chứng bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đâu. Về cơ chế bệnh sinh á, thì gồm có 3 phần ha. Thứ nhất là phản ứng viêm đường thở, thứ hai là sự mất cân bằng giữa hệ thống proteinase và anti-proteinase, và thứ ba là sự tác động của các gốc oxy tự do. Thì một chút xíu nữa mấy bạn học điều trị đợt cấp á, mấy bạn sẽ thấy là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản hầu như cái phác đồ mấy bạn nhìn nó rất là tương tự nhau, nhưng mà về cơ chế bệnh sinh là nó khác nhau, do đó cái việc mà quản lý sau cái đợt cấp nó không có giống nhau. Thậm chí mấy bạn nhìn cái phác đồ điều trị nó cũng có những cái thuốc y chang vậy đó, nhưng mà ý nghĩa của mỗi thuốc trong từng bệnh lý nó khác nhau. Thì đầu tiên là cơ chế viêm ha. Thì trong cái cơ chế viêm mấy bạn phải học được là quá trình viêm trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính sẽ có sự tham gia của các loại tế bào nào. Thì hầu như là trong tế bào viêm của trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì tham gia chủ yếu là bạch cầu đa nhân trung tính, ngoài ra có nguyên bào sợi và lympho CD8 cộng. Mặc dù trong hình không thể hiện nhưng mà đối với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, người ta vẫn thấy có một tỷ lệ tăng bạch cầu ái toan ha, tuy nhiên nó không có nhiều nhưng mà vẫn có. Thì trong đây mình phải coi nè, ví dụ như hồi nãy mình học cái cơ chế bệnh sinh có sự mất cân bằng giữa protease và anti-protease, thì cái này mình thấy là khi mà có thuốc lá nó tiếp xúc với các tế bào biểu mô của đường thở thì nó sẽ hóa hướng động mạch cầu đa nhân trung tính, lúc này nó sẽ làm tăng cái protease, vậy là sự mất cân bằng của protease và anti-protease, có nghĩa là protease là yếu tố mà có hại cho phổi, còn anti-protease là cái yếu tố mà bảo vệ cho phổi nha. Thì khi nó làm tăng cái protease nó sẽ dẫn đến là phá hủy thành phế nang và tăng tiết nhầy. Thì một khi đã phá hủy thành phế nang gây khí phế thủng thì nó sẽ không có phục hồi được. Do đó những bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là thường là triệu chứng nó dai dẳng, tại vì một khi tế bào nó đã bị hủy rồi thì nó sẽ không thể nào tái tạo lại được. Thì sự phá hủy thành phế nang nó sẽ tham gia của hai loại tế bào, một là lympho CD8 cộng và thứ hai là bạch cầu đa nhân trung tính. Còn sơ hóa tắc nghẽn tiểu phế quản là do nguyên bào sợi ha. Thì mình thấy là tăng tiết nhầy thì cái này triệu chứng lâm sàng mình thấy có thể mình giải quyết, mình có thể điều trị cho thuốc được, nhưng mà cái phần mà đã phá hủy thành phế nang và sơ hóa tắc nghẽn tiểu phế quản thì không thể nào mình tái tạo cấu trúc của phổi này được. Nó hầu như bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mình điều trị là mình ngăn tiến triển, chứ mình không thể nào mà điều trị mà để phục hồi cho về cái tế bào mà mô phổi ban đầu được. Thì quá trình viêm của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính không chỉ có ở phổi thôi mà nó là viêm đa hệ thống, có nghĩa là nó gặp ở toàn bộ cơ quan trong cơ thể. Do đó là trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đó, người ta làm rất là nhiều nghiên cứu, có những nghiên cứu người ta khảo sát về bệnh đồng mắt trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì người ta thấy là cái quá trình viêm nó sẽ tác động lên trên tim mạch gây nên là bệnh lý mạch vành ha, tác động trên tụy thì gây là đái tháo đường, trên đường tiêu hóa thì gây loét đường tiêu hóa,
Trên cơ thì gây yếu cơ và trên xương là gây loãng xương. Ngoài ra nó khi tác động viêm trên phổi thì nó vẫn gây nhiễm trùng phổi và ung thư phổi. Thì cái nhiễm trùng phổi thật ra là người ta muốn đề cập tới bệnh lý giãn phế quản. Mình thấy cái quá trình viêm của tổn thương đa cơ quan này nè, ngoài cái quá trình viêm do cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nó còn do một yếu tố nữa là tác dụng phụ của thuốc đó. Thì trong cái điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì có sử dụng corticoid, thì những cái này nó cũng là tác dụng phụ của corticoid. Cho đó khi mà một bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đã được chẩn đoán và nhập viện, thì ngoài cái chỉ định là mình chẩn đoán đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mình điều trị, thì nếu như mình xử trí đợt cấp mà bệnh nhân không cải thiện thì bắt buộc mình phải tầm soát bệnh lý đi kèm, đặc biệt là coi người ta có nhồi máu cơ tim đi kèm không, hoặc là người ta có bị lần này người ta bị mắc lao phổi hoặc là giãn phế quản không. Chứ nếu mà mình điều trị đợt cấp mà không cải thiện mà mình cứ điều trị hoài thì thật sự mình phải coi lại cái bệnh đồng mắt. Cái thứ ba là các chất oxy hóa và các gốc tự do. Khi mà tiếp xúc với khói thuốc lá đó thì nó sẽ gây nên hiện tượng là phản ứng oxy hóa quá mức, thì khi nó sinh ra các gốc tự do nó sẽ tác động lên từng cái cơ chế khác nhau của tế bào ha. Ở đây mình sẽ thấy là nó tác động lên anti-protease là một yếu tố bảo vệ đường thở, thì khi nó tác động lên này nó sẽ làm tăng cái khả năng ly giải của protein lên và nó sẽ tăng cái quá trình mà viêm lên. Cái thứ hai nữa là nó sẽ huy động mạch cầu đa nhân trung tính, và thứ ba là nó tiết ra những cái hóa chất trung gian như là isoprostan, thì cái này nó sẽ rò rỉ qua huyết tương và gây co thắt phế quản. Trong cái hình này nè, mấy bạn lưu ý một chỗ là cái phần mà các chất oxy hóa này nó sẽ tác động lên một cái men là cái men HDAC2, thì chính cái men này là cái men mà gây làm tăng cái phản ứng viêm lên và làm kháng lại steroid. Thì một trong những cái thuốc để điều trị mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là corticoid, thì khi mà nó tác động thông qua cơ chế là giảm HDAC2 thì lúc này bệnh nhân mà đã kháng xài một thời gian thì nó gây nên hiện tượng kháng steroid. Thì khi mà mình xài corticoid thì nó sẽ không đáp ứng nữa. Do đó là để mà làm tăng hồi phục cái men này nè, thì trong những cái thuốc điều trị người ta sẽ có cái thuốc là theophylline. Cái này hồi nó tới phần điều trị sẽ nhắc lại cho mấy bạn. Nhìn thế này là sự mất cân bằng giữa protease và anti-protease, là nó sẽ làm tăng những cái chất các chất protease và giảm cái anti-protease. Thì alpha 1 antitrypsin là cái nhóm chất mà nó nằm trong cái nhóm là anti-protease. Do đó khi thiếu hụt cái men này thì bệnh nhân sẽ bị mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì thường do nguyên nhân di truyền như đó, thường là ở người trẻ. Thì đây là một cái hình ha, một cái hình mà thay đổi nhu mô phổi khi cái thủng ha, nghĩa là nó sẽ làm giữa những cái phế nang nó sẽ có một những cái lỗ con á, thì những này nó sẽ phá hủy cái thành phế nang đi và nó gây mất liên kết của các biểu mô. Thì khi mà mình sẽ thấy cái này là tùy cái hình đầu tiên, có nghĩa là cái cấu trúc những cái mô phế nang thì tùy vào cái mức độ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhiều hết mà những cái mô liên kết này nó sẽ bị mất ha. Thì khi mà càng nhiều thì mình sẽ thấy khi mình hít vào thì phế nang nó sẽ làm nhiệm vụ là nó giãn thụ động để mà nó chứa khí để trao đổi khí, nhưng mà khi thở ra thì phế nang nó sẽ co lại để nó tống khí ra ngoài. Thì trên những bệnh nhân này do nó mất cái khả năng liên kết này mà nó sẽ gây nên hiện tượng bẫy khí. Vì vậy trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà người ta hít vào xong người ta thở ra để người ta đào thải khí thì người ta chỉ thở ra được một phần thôi, do đó nó sẽ hình thành những cái cặn khí rất là nhiều và bệnh nhân từ từ sẽ triệu chứng lâm sàng sẽ biểu hiện hình khí huyết thủng. Thì về chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì để chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thứ nhất là tuổi là phải trung niên, thường là trên 40. Thứ hai là sẽ có những triệu chứng hô hấp mãn tính như khó thở, giảm khả năng gắng sức, và triệu chứng thì khi sử dụng thuốc giãn phế quản thì có giảm nhưng mà không hoàn toàn hay là dai dẳng. Tiền sử thì có yếu tố nguy cơ là hút thuốc lá trên 20 mỗi năm hoặc tiếp xúc lâu dài với ô nhiễm khí thở. Và để chẩn đoán xác định bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì hiện nay người ta vẫn dùng cái đo chức năng hô hấp để chẩn đoán.
thì chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính khi đo chức năng hô hấp ra hội chứng tắc nghẽn nha, với chỉ số FEV1 trên FVC nhỏ hơn 70%, hoặc là EON. Ở đây mình thấy có cái chữ EON nè, thì có nghĩa là thường ví dụ như bệnh nhân á, khi mà người ta đo chức năng hô hấp, người ta sẽ có được, trước khi đo người ta sẽ được nhập cân nặng, chiều cao, tuổi, chủng tộc, sau đó người ta sẽ tính ra cái chỉ số bình thường. Ví dụ như một bệnh nhân nếu mà mình dùng cái số nhỏ hơn 70%, một bệnh nhân 70 tuổi mình cũng lấy chỉ số 70%, một bệnh nhân 50 tuổi khi đo mình cũng lấy chỉ số 70%, thì nó sẽ bị, đối với những người mà 50 tuổi thì có thể chẩn đoán quá mức, còn đối với những người 70 tuổi thì có thể là mình sẽ chẩn đoán bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nó sẽ bỏ sót cái chẩn đoán. Do đó ví dụ như một bệnh nhân mà người ta thấy 60 tuổi, người ta đo EON ra có người ta đo ra là khoảng 65, thì bệnh nhân người ta tính EON của bệnh nhân đó là 65, mà người bệnh nhân này đo được là 68 thì nhỏ hơn 70 nhưng mà vẫn lớn hơn 65, do đó bệnh nhân đó không bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nha. Thì khi mình cho, nhưng mà tại vì á, cái máy mà để đo EON nó không phải máy đo chức năng hô hấp nào cũng tính ra được chỉ số này, do đó GOLD nó thì dùng chung cho tất cả những cái máy mà từ bệnh viện tuyến trung ương cho tới tuyến huyện, do đó người ta mới lấy cái mốc 70%. Thì khi mình cho bệnh nhân đo chức năng hô hấp thì nó có nghiệm pháp trước test và sau khi làm test giãn phế quản, thì để chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là mình phải đọc kết quả sau test. Thì cái này là cái hình ảnh mà của hô hấp ký, của để khi mà một bệnh nhân đo, thì cái hình đầu tiên là hình bình thường ha. Hình thứ hai người ta còn gọi là hình gặp góc, có nghĩa là cái thùy bệnh nhân của cái lưu lượng đỉnh sau khi ta thổi ra đầu tiên, sau đó người ta sẽ bị gặp góc ở cái thùy thở ra. Đối với hình thứ ba cũng là hình ảnh gặp góc của bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nhưng mà mình thấy là cái đỉnh FEV1 của nó thấp xuống, thì đó chứng tỏ bệnh nhân này tắc nghẽn rất là nhiều. Thì thường đó mình đọc hô hấp ký, mình hay có thói quen là mình đọc số không, ví dụ như là 0.7 hay là gì đó, mình không bao giờ nhìn hình đó. Nhưng mà thật sự ví dụ như có kết quả mình đọc ra thông số là có hội chứng tắc nghẽn, nhưng mà hội chứng tắc nghẽn có rất là nhiều bệnh lý, thì nếu mà chuyên khoa người ta nhìn hình đó, ví dụ như người ta nhìn vô người ta thấy cái hình này thì người ta sẽ nghĩ cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, còn nếu hội chứng tắc nghẽn mà nó có cái hình khác thì người ta sẽ nghĩ tới ví dụ như là bệnh lý của phế quản hay là dị vật hay là người ta có sẹo hẹp. Do đó khi mà mình đọc hô hấp ký mình nhớ nhìn cái biểu đồ trước khi mình đọc cái thông số. Thì đây là cái hướng dẫn làm test hồi phục phế quản ha. Thì test hồi phục phế quản có nghĩa là mình đầu tiên bệnh nhân đo hô hấp ký vô thì mình sẽ cho bệnh nhân thổi đo trước test, sau đó mình sẽ cho bệnh nhân sử dụng thuốc giãn phế quản. Thì thuốc giãn phế quản nó có thể là kích thích beta 2, ví dụ như Vantolin ha, hoặc là Berodua. Thì nếu xài Vantolin thì cho bệnh nhân nghỉ ngơi khoảng 30 phút, nếu xài mà Berodua thì cho bệnh nhân nghỉ ngơi 45 phút ha, để mà nó phát huy cái tác dụng của thuốc giãn phế quản, sau đó cho bệnh nhân quay lại đo chức năng hô hấp sau khi làm test giãn phế quản. Thì để làm tăng cái độ chính xác của cái test này nè, thì người ta bắt buộc là bệnh nhân của mình phải không dùng những thuốc giãn phế quản trước đó. Ví dụ như nếu giãn phế quản tác dụng ngắn thì không dùng trong 6 giờ, giãn phế quản tác dụng kéo dài thì không dùng trong 12 giờ, và đối với theophylline thì là không dùng trong 24 giờ nữa. Ngoài ra, tiêu chuẩn bắt buộc của đo chức năng hô hấp là bệnh nhân phải có cái phim X-quang ngực thẳng để người ta loại trừ những vấn đề nhiễm trùng hô hấp đi kèm, đặc biệt là bị lao phế quản, phế nang á. Tại vì khi mà bệnh nhân thổi thì nó sẽ thông qua cái việc mà kỹ thuật này thì nó sẽ lây rất là nhiều ha. Do đó tất cả những bệnh nhân mà bị bệnh phổi, các bệnh nhân mà làm test giãn phế quản đều bắt buộc là phải có cái chụp X-quang ngực thẳng trước. Thì về hình ảnh học của một bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cái này mấy bạn lưu ý ha. Về hình ảnh học thì có thể là bệnh nhân sẽ chụp cái phim X-quang ra bình thường, hoặc là bệnh nhân có thể là có hình ảnh khí phế thủng ha, nhưng mà chủ yếu là khí phế thủng. Thì đây là một cái hình mà
đặc trưng của một bệnh nhân bị khí phế thủng thì thứ nhất là tăng sáng hai phế trường hay là hai bên phổi tăng sáng, thứ hai là lồng ngực giãn rộng, cung trước quá 6 ha, cung sau quá 10, thứ ba là vòng hoành dẹt là chiều cao vòng hoành với 1,5, và thứ tư là có bóng tim hình giọt nước. Thì trên cái hình này thì bóng tim này thì nó không có đặc trưng là bóng tim hình giọt nước ha. Bóng tim hình giọt nước có nghĩa là mình sẽ không thấy bờ tim, tim nó trút xuống dưới cơ hoành luôn. Còn đây là một cái phim nghiêng của một bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, có nghĩa là nó sẽ tăng cái khoảng sáng sau sinh nhất. Thì khi mà mình đi học lâm sàng á, mình chẩn đoán một bệnh nhân bị ví dụ như đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính gì đó thì mình điều trị là mình xử trí đợt cấp. Còn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, người ta sẽ chia hai cái điều trị, một là điều trị đợt cấp của bệnh nhân, sau đó bệnh nhân xuất viện thì bệnh nhân được quản lý những cái thuốc hít mà tác dụng kéo dài ha, thì mình chỉ điều trị đợt cấp thôi. Thì định nghĩa đợt cấp đó, đợt cấp có nghĩa là bệnh nhân mà bị tăng, những bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì thường là tăng ho, tăng đàm, tăng khó thở. Thì đợt cấp là khi mà bệnh nhân nó những triệu chứng này nó tăng lên, là tăng ho hoặc tăng đàm hoặc tăng khó thở hoặc là cả ba, nhưng mà phải kèm theo là thay đổi điều trị thường ngày ha. Thì thường mấy bạn hay trả lời sai này nè, mấy bạn hay hỏi mấy bạn là định nghĩa đợt cấp là gì, thì mấy bạn hay trả lời là biến đổi giai đoạn ổn định là tăng ho, tăng đàm, tăng khó thở, thì nó không phù hợp. Tại vì mình nói là bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì thường người ta sẽ có triệu chứng hô hấp mãn tính, do đó cái việc tăng đó nếu như mà người ta xử trí như thường ngày mà nó ra cơn thì không gọi là đợt cấp. Do đó đợt cấp là khi mà bệnh nhân tăng ho, tăng đàm, tăng khó thở mà phải thay đổi điều trị thường quy của bệnh nhân. Ví dụ như một ngày người ta chỉ xịt cái thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài 2 lần, bữa nay cũng phải xịt 2 lần nhưng mà người ta phải kèm theo tác dụng giãn phế quản tác dụng ngắn thêm, người ta mới giảm được cái triệu chứng đó, thì cái đó mới là đợt cấp đó. Này, nhận diện đợt cấp thì người ta sẽ phân hai cái, một là nhận diện theo triệu chứng của Anthony Sen, thứ hai là nhận diện theo Anthony Sen là đợt cấp do nhiễm trùng đó. Thứ hai là nhận diện theo đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính theo nguyên nhân siêu hấp. Thì nếu theo nguyên nhân siêu hấp á, thì sẽ có dựa vào GOLD hay không, những tiêu chuẩn của GOLD á, mà Bộ Y tế có đưa ra một cái bảng phân độ mà của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính theo nguyên nhân siêu hấp, thì mình sẽ học vào cái bảng phân độ đó ha. Còn anh Tony Sen này thì mình chỉ tham khảo thôi, lý do là bệnh nhân hầu như những bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đều có ho, tăng đàm, tăng khó thở. Thì nếu bệnh nhân nào vô mà có 3 triệu chứng chính hết thì mình luôn luôn chẩn đoán bệnh nhân nặng. Vì vậy mà khi bệnh nhân mình gặp một cái ca bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà mình áp dụng Anthony Sen thì mình chẩn đoán bệnh nhân luôn là đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nặng, thì dẫn đến mình sẽ điều trị quá mức cho bệnh nhân. Do đó mình thống nhất luôn là mình sẽ học theo của Bộ Y tế 2015. Thì tại sao mà người ta lại, trong những cái tiêu chí mà điều trị bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là người ta phải giảm số lần đợt cấp, cải thiện triệu chứng cho bệnh nhân và ngăn ngừa nó tiến triển hơn và ngăn ngừa tử vong, thì lý do tại sao vậy? Mình thấy số đợt cấp vô viện mà càng nhiều lần thì bệnh nhân sẽ tăng triệu chứng lên và làm giảm chức năng phổi ngày càng nặng đi, do đó là nó sẽ làm tăng nguy cơ tử vong mỗi lần bệnh nhân vào đợt cấp. Do đó một trong những tiêu chí mà để nguyên tắc mà điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là người ta phải giảm cái đợt cấp đó. Thì nguyên nhân đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính người ta chia làm hai nhóm, nhiễm trùng và không nhiễm trùng. Nhưng mà hầu như đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đều do nhiễm trùng. Thì trước thì GOLD nó là người ta có quy định tiêu chuẩn để mà điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính khi nào là phải sử dụng kháng sinh. Nhưng mà NICE 2020 ấy, người ta ra một cái phác đồ là đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhập viện là có chỉ định sử dụng kháng sinh. Thì hầu như mình thấy là mấy bạn cũng đi lâm sàng thì mấy bạn sẽ thấy là hầu như ca nào bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhập viện bác sĩ đều cho kháng sinh hết, thì tùy vào cái mức độ mà người ta sẽ cho loại kháng sinh nào thôi. Thì khi mà mình đi hô hấp á, mình muốn cho một loại kháng sinh là mấy bạn phải học được thứ nhất cái bệnh lý đó,
mình nghĩ cho tác nhân gì, kháng sinh mình xài là tác dụng trên loại vi khuẩn nào, và tại rồi cái phổ vi khuẩn là gì và liều kháng sinh là gì ha. Ví dụ như đối với bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà đợt cấp mà do nhiễm khuẩn á, thì vi khuẩn là chủ yếu, trong đó thường gặp nhất thì mấy bạn phải học 4 loại nha. Một là H influenza, thứ hai là Streptococcus pneumoniae hay là phế cầu ha. Thứ ba là Moraxella catarrhalis và thứ tư là Pseudomonas aeruginosa hay là trực khuẩn mủ xanh ha. Là 4 loại vi khuẩn mà thường gặp nhất trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Còn virus á, thì có nhưng mà thường mình sẽ thấy là ở Việt Nam của mình á, mình sẽ ít thấy người ta trả về kết quả virus. Tại vì mình muốn ra được kết quả virus thì thường là người ta phải làm PCR, nhưng mà kỹ thuật đó thì nó không phải là kỹ thuật thường quy của mình ở Việt Nam. Thì đây là một cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ha. Nó có thể do nhiễm trùng hoặc là không nhiễm trùng. Nhiễm trùng thì thường là do vi khuẩn hoặc là virus ha. Thì thật sự mình sẽ thấy nè, thông qua những cái đại thực bào rồi những interleukin ha, thì mình sẽ thấy là nó sẽ tác động lên bạch cầu đa nhân trung tính. Thì phần lớn hầu như những cái hướng dẫn đầu tiên người ta nghĩ là viêm trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là chủ yếu là do bạch cầu đa nhân trung tính, nhưng mà sau này chúng ta sẽ thấy là có những trường hợp mà bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính á, mà điều trị đáp ứng lâm sàng kém á, thì người ta coi lại thì nó vẫn có trường hợp là do tăng bạch cầu ái toan. Do đó là đối với đợt cấp á, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà để mà điều trị tối ưu á, người ta cần phải lấy mẫu đàm làm xét nghiệm ha, để mà người ta coi coi là đàm này của bệnh nhân này là nó ưu thế là bạch cầu đa nhân trung tính hay là ái toan, bên tao người ta gọi là phân tiếp theo kiểu hình. Thì này là đánh giá mức độ nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ha. Thì ATS hoặc là GOLD 2019 người ta sẽ đánh giá dựa vào điều trị. Nếu như bệnh nhân chỉ sử dụng giãn thuốc, giãn phế quản để mà cắt cơn thôi thì là mức độ nhẹ. Nếu cần phải phối hợp kháng sinh hoặc là corticoid đường uống thì là mức độ trung bình. Nếu cần nhập viện hoặc đến phòng cấp cứu thì thường là mức độ nặng. Còn này là phân loại đợt cấp mà nhập viện theo nguyên nhân suy hô hấp ha. Thì nó cũng giống như là tiêu chí của Bộ Y tế 2015 trong giáo trình mình có ha. Người ta sẽ phân vào lâm sàng của suy hô hấp, người ta sẽ phân vào khí máu động mạch và dụng cụ hỗ trợ oxy nha. Thì thật sự là tất cả những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đều có chỉ định lấy khí máu động mạch, đặc biệt là khi người ta không có dấu hiệu gì suy hô hấp á, người ta đi khám ở ngoài phòng khám thì vẫn nên lấy khí máu động mạch để người ta biết được cái mức nền của bệnh nhân, mức nền CO2 của bệnh nhân là bao nhiêu ha. Ví dụ như mình thấy là cái chỉ số bình thường á của một CO2, chỉ số bình thường là từ 35 tới 45 mm thủy ngân, trung bình là 40. Nhưng mà trên nền bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nó vì nó có hiện tượng là tăng 7 khí ở trong phổi, do đó nó sẽ giữ những cái khí cặn lại, do nó sẽ tăng CO2. Vậy thì bệnh nhân mức nền của bệnh nhân đó có thể tăng 50 hoặc 60 là bình thường của bệnh nhân đó. Cho đó khi vào viện, ví dụ như người ta vô siêu hấp đi mà mình lấy cái máu nó vẫn là 60, có nghĩa là cái đó mức nền của bệnh nhân mình không cần phải xử trí nữa. Nhưng mà thường thì ở mình thì chưa có làm cái đó thường quy. Mình đối với mình thì thường là bệnh nhân thì nào siêu hấp mà nhập viện thì mình mới có chỉ định làm khí máu động mạch. Này là bảng phân độ ha, theo Bộ Y tế 2015 ha. Thì thật sự là mình đối với phần mà mình đi lâm sàng mình thực hành đó, mình phân độ chủ yếu là mình phân dựa vào dấu hiệu cơ năng mình hoặc là thực thể mình khám bệnh nhân và dựa vào nồng độ SpO2 ha. Còn về mà khí máu động mạch, nghĩa là khi nào mình xử trí bệnh nhân ổn định rồi thì mình mới lấy khí máu động mạch, mình chạy mình xem kết quả để mình xử trí tiếp theo. Chứ khi bệnh nhân đang siêu hấp là mấy bạn không phải là cứ lui cui lấy khí máu động mạch rồi xong rồi đợi gửi mẫu mới xử trí, nó sẽ trì hoãn cái việc điều trị cho bệnh nhân. Nghĩa là chưa chắc gì mình lấy khí máu động mạch mà ngay lần đầu mà bệnh nhân là mình lấy được ngay nữa. Do đó mình phải ưu tiên xử trí bệnh nhân trước.
Đối với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính á, khi mà người ta vào đợt cấp, người ta đi khám ngoài phòng khám hoặc người ta vào cấp cứu thì mình phải biết chỉ định nhập viện ha. Ví dụ như bệnh nhân tăng nhiều triệu chứng kể cả khi nghỉ ngơi, hoặc mình phân là đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mức độ nặng, hoặc là mình đã điều trị rồi nhưng mà bệnh nhân không đáp ứng thì mình cho bệnh nhân nhập viện. Hoặc có những trường hợp là bệnh nhân mình thấy là đợt cấp, người ta vô đợt cấp nhưng mà cái mức độ đợt cấp của người ta không có nặng nhưng người ta sẽ kèm theo những triệu chứng khác, ví dụ như có tím, có phù, có rối loạn nhịp tim hoặc những bệnh đồng phát kèm theo, hoặc là mình đang phân vân không biết cái này có phải là đợt cấp hay không hay là nhồi máu cơ tim gì đó thì mình nên cho bệnh nhân nhập viện nha. Mình nhớ ha, khi mình xử trí đợt cấp thì người ta sẽ đánh giá là trong 60 phút đầu và sau 4 giờ đầu tiên. Thì thường nếu mà mình nghĩ bệnh nhân đợt cấp mà mình xử trí đúng phác đồ á thì bệnh nhân sẽ giảm triệu chứng rất là rõ rệt, thậm chí là có những bệnh nhân sẽ ra được khỏi cái đợt cấp luôn, nhưng mà mình phải điều trị sau đó để ta không có ra hẳn được đợt cấp. Còn những trường hợp mà mình điều trị sau 60 phút đánh giá lại, sau 4 giờ đánh giá lại bệnh nhân không cải thiện, thậm chí nó còn nặng hơn thì mình phải coi coi cái bệnh đồng mắt đi kèm, đặc biệt là nhồi máu cơ tim hoặc là suy tim ha. Thì đó tại sao mình thấy bác sĩ hô hấp mà người ta thường ta thấy điều trị được cấp mà không ổn định, bệnh nhân hai triệu chứng liên tục thì người ta sẽ có một cái động thái là người ta sẽ làm cái men tim cho bệnh nhân ha. Tại vì thường mình thấy là bệnh nhân nhồi máu cơ tim đó thì triệu chứng điển hình của họ là đau ngực, nhưng mà trên một bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đó thì triệu chứng đau ngực nó sẽ rất là mơ hồ, thậm chí có những bệnh nhân không có đau mà chủ yếu là khó thở thôi. Rồi, về chỉ định nhập ICU ha, thì chỉ định này là chỉ định của Bộ Y tế, tuy nhiên là tùy vào mỗi một cái bệnh viện khác nhau sẽ có chỉ định nhập ICU khác nhau. Ví dụ như mình sẽ thấy nếu mình đi ở đa khoa trung ương, rối loạn tri giác không phải là chỉ định nằm ở khoa ICU, họ vẫn có thể nằm ở trên khoa hô hấp, hoặc là bệnh nhân giảm oxy máu nặng hoặc tăng CO2 thì đối với, hoặc là cần phải thở máy không xâm lấn thì đối với những đa khoa trung ương là người ta có máy thở không xâm lấn ở trên khoa hô hấp, do đó thì người ta vẫn không nằm ở khoa ICU. Do đó chỉ định nhập ICU thì nó sẽ thay đổi vào tùy vào cái tình hình, cái cơ cấu, cái kỹ thuật của từng bệnh viện. Về nguyên tắc điều trị thì về nguyên tắc điều trị bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đợt cấp thì thứ nhất là gồm có những cái thuốc ha, giãn phế quản, corticoid đường toàn thân là bắt buộc, rồi kháng sinh và phải hỗ trợ oxy cho bệnh nhân. Thì mục tiêu mà hỗ trợ oxy cho bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là mình sẽ duy trì oxy từ 88 tới 92% là đạt, mình không có cần phải duy trì oxy quá cao. Tại mình nhớ là bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính á, người ta ứ CO2 mãn tính, nếu mình cung cấp oxy liều cao thì nó sẽ ức chế luôn cái hô hấp, làm cho bệnh nhân sẽ khó thở nặng hơn. Và trong cái việc hỗ trợ oxy thì mình lưu ý là khi mà bệnh nhân siêu hấp, người ta sẽ có những cái kiểu cách để hỗ trợ oxy, tự như là oxy qua sông mũi, oxy mask, hoặc là thở máy không xâm lấn, hoặc là đặt nội khí quản thở máy. Thì mình nhớ là đối với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, trừ cái mask Venturi á, nữa thì mình học tới lâm sàng á, thì mình hỏi cái mask Venturi thì thầy cô người ta hướng dẫn cho mình ha. Còn cái mask mà mình thấy mask túi thông thường thì khi mình cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thở thì mình phải thật sự cân nhắc, tại vì những cái túi, cái mask nó sẽ giữ lại cái CO2, do đó mình khi mình cho bệnh nhân thở mask là mình phải theo dõi khí máu liên tục. Còn mình không cho, mình không có theo dõi là khi mình nó tăng CO2 mà mình không có kiểm tra, mình không theo dõi thì bệnh nhân rất là dễ vô một cái cơn rối loạn thăng bằng tiền toan. Mình sẽ thấy ở đây là người ta ghi là corticosteroid đường toàn thân, thì mình thấy là trong điều trị đợt cấp, corticosteroid đường toàn thân là chỉ định gọi là điều trị bắt buộc cho bệnh nhân bị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Còn corticosteroid mà đường khí dung hoặc là đường hít là đường tại chỗ thì nó sẽ tùy vào những cái cơ địa có chỉ định thì mới xài. Cho đó đây là cái điểm khác biệt của bệnh nhân hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ha. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là ưu thế là tăng bạch cầu,
đa nhân trung tính. Do đó cái chỉ định corticoid đường tại chỗ là phải có chỉ định mới xài hết. Rồi hồi nãy có nhắc với mình một loại thuốc mà nó đối với cái cơ chế viêm của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính á, thì cái gốc oxy hóa tự do nó sẽ làm giảm một cái men gọi là HDAC2. Cái men này sẽ gây kháng steroid. Cái đó khi mình điều trị một thời gian, bệnh nhân sẽ gây nên hiện tượng kháng corticoid, thì khi mình sử dụng nó không đáp ứng nữa. Thì người ta trong cái thuốc đó, nó sẽ có một cái nhóm thuốc là theophylline. Cái nhóm thuốc này khi mình sử dụng thì nó sẽ có ba cái giá trị trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thứ nhất là tác dụng giãn phế quản, thứ hai là tác dụng kháng viêm, và thứ ba là tăng độ nhạy của corticoid, do nó làm giảm cái khả năng ức chế cái men HDAC2. Thì mình sẽ thấy là khi mà mình tác dụng giãn phế quản thì theophylline bắt buộc xài liều, nó phải là liều cao ha, gọi là liều cao khi nó là 10 mg trên kg trên một ngày. Thì tương đương ví dụ như bệnh nhân 50 kg thì phải xài 500 mg trên một ngày. Thì cái viên theophylline nó sẽ đóng gói với hai dạng là không là 100 mg và 300 mg. Thì khi mấy bạn đi lâm sàng, mấy bạn sẽ thấy là không có bác sĩ nào bây giờ sử dụng theophylline liều 500 mg trên bệnh nhân hết. Tại vì tác dụng của theophylline là cái liều độc, mà cái liều giãn phế quản của mình là gần với liều độc, mà hiện tại mình chưa có định lượng được nồng độ theophylline trong máu, do đó mình sẽ không bao giờ sử dụng liều cao theophylline. Cái thứ hai nữa là thuốc của mình hiện tại rất là nhiều, thuốc giãn phế quản có rất là nhiều thuốc, không có lý do gì mình sử dụng theophylline với tác dụng giãn phế quản hết. Do đó mình sẽ thấy đi trên lâm sàng, mấy bạn sẽ thấy bác sĩ cho theophylline hay là theostat á, thường là cho liều thấp thôi. Thì nó chủ yếu tác động vào hai cơ chế, một là kháng viêm và thứ hai là tăng độ nhạy của corticoid ha. Rồi thì ngoài ra những cái thuốc giãn phế quản, ví dụ như thuốc kích thích beta 2, ví dụ như là Ventolin, thì nó sẽ tác dụng lên giãn phế quản. Còn những cái thuốc như là nó tác động vào cái những cái thuốc mà ức chế muscarinic á, thì tại vì cái muscarinic là cái kháng coli á, acid á, thì cái này nó sẽ là hai cái này nó sẽ là nằm trên một cái kháng cân nha. Nếu như mà kích thích beta 2 thì nó sẽ làm giãn phế quản, thì ngược lại cái muscarinic nó sẽ gây co thắt phế quản. Cho đó người ta sẽ phối hợp một cái thuốc mà vừa kích thích trên thụ thể beta 2 mà vừa ức chế colin acid luôn. Mình sẽ thấy trên lâm sàng là Berodual với Combiven. Thì tùy vào cái từng loại thuốc khác nhau mà nó sẽ kích thích lên những thụ thể khác nhau. Beta 2 thì sẽ gắn lên cái thụ thể beta, còn ức chế muscarinic thì nó sẽ gắn lên thụ thể muscarinic, còn theophylline thì sẽ gắn lên là adenosine ha. Thì mình sẽ thấy là những cái thụ thể này nè, khi mà mình xài một cái thuốc mà mình xài liều kéo dài, kiểu như giãn phế quản mình xài hoài hoặc corticoid mình xài hoài, nó sẽ gây nên hiện tượng lờn thuốc. Vì vậy mà ví dụ như mình thấy ở nhà người ta xài Ventolin rồi, thì vô bệnh viện người ta vào đợt cấp, mình nên đổi cái thuốc giãn phế quản khác đi ha. Để mình xài nữa thì nó cũng không có đáp ứng được nhiều. Rồi, cái này là tác động của glucocorticoids ha. Thì mình sẽ thấy nó có rất là nhiều tác động. Thứ nhất là lên cái tế bào viêm thì nó sẽ giảm cái bạch cầu ái toan, nó giảm cytokine, và từ đó nó sẽ làm nó giảm tương bào hay giảm đại thực bào, từ đó nó sẽ giảm tiết những cái hóa chất trung gian và làm giảm quá trình viêm. Do đó glucocorticoid là được dùng trong, do nó giảm cái quá trình viêm, do đó người ta là chỉ định bắt buộc trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nhưng mà điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chỉ sử dụng glucocorticoid trong vòng 14 ngày thôi. Cái việc quyết định có sử dụng kéo dài hay không thì nó phụ thuộc vào cái việc là bệnh nhân đó là tăng bạch cầu đa nhân trung tính hay tăng bạch cầu ái toan. Cho đó khi người ta thấy là bạch cầu ái toan trong máu của bệnh nhân mà trên 300 tế bào trên ml hoặc là trên 100 tế bào trên ml mà có kèm theo là hai đợt cấp trong vòng 1 năm, hoặc là bệnh nhân đó là có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên nền có kèm theo hen phế quản, thì mới có chỉ định là sử dụng corticoid mà đường tại chỗ kéo dài.
còn tác động lên những cái tế, ngoài ra thì glucocorticoid nó còn tác động lên những cái tế bào cấu trúc, trong đó là nó tác động lên tế bào cơ trơn thì nó tăng thụ thể beta 2 ha. Do đó khi mà người ta mình sẽ thấy là có những cái thuốc mà lý do tại sao người ta phối hợp cái corticoid với thụ thể beta 2, tại vì nó là tác động tương hỗ qua lại. Khi mình xài glucocorticoid thì nó sẽ tăng cái thụ thể beta 2 lên và nó tăng gắn kết lên. Ngoài ra thì glucocorticoid còn làm giảm cái, làm tác động trên tuyến nhầy và làm giảm tiết nhầy. Thì điều trị là mình dùng thuốc giãn phế quản và corticoid. Thì đầu tiên nói về corticoid ha. Đường toàn thân là bắt buộc trong điều trị đợt cấp. Thời gian sử dụng là từ 5 tới 7 ngày, tối đa là 14 ngày. Sau 14 ngày mà không đáp ứng thì phải xem lại chẩn đoán nha. Chứ đừng có khoan hãy dùng kéo dài. Nếu mà mình sử dụng liều cao corticosteroid á, trong mà đường toàn thân liều là 1 tới 20 g trên kg trên một ngày ha. Nếu mình sử dụng liều cao thì mình sẽ trong vòng 14 ngày thì không cần giảm liều, còn nếu sử dụng sau 14 ngày thì khi muốn ngưng thì phải giảm liều từ từ để tránh cái hiện tượng mà suy thượng thận ha. Còn giãn phế quản thì mình phải ưu tiên sử dụng đường tại chỗ, nghĩa là giờ thuốc giãn phế quản là có đường tại chỗ, nghĩa là đường hít nè hoặc là đường khí dung, rồi đường toàn thân là đường uống và đường truyền. Thì không có lý do gì mình xài đường khí dung mới có 3 lần một ngày mà mình cho bệnh nhân phối hợp với đường uống và đường truyền hết. Tại vì cái thuốc giãn phế quản á, cái biến cố tim mạch rất là cao. Khi mình xài mà trên nền bệnh nhân có bệnh đồng tim mạch đi cùng á, thì rất là dễ tăng cái nguy cơ đột tử. Cho nên nếu mà mình xài đường toàn thân mình cứ tăng liều, tăng liều, tăng liều xong bệnh nhân đi vào đột tử. Thì mình phải coi lại cái liều thuốc giãn phế quản của mình á. Đó mình phải khi mà cho thì nếu muốn sử dụng đường toàn thân thì khi nào giãn phế quản đường tại chỗ, ví dụ như mình cho Vancomycin 5 mg mà đã sử dụng tới 8 lần một ngày bệnh nhân không cải thiện thì mình mới suy nghĩ tới cái việc mà chỉ định xem xét cái đường tại chỗ, đường toàn thân. Hiện nay là những cái thuốc nè, ở đây những cái chỗ mà chị làm đỏ kiểu như Bambuterol hay là Bambet đó, là cái thuốc mà đường tại chỗ đó. Khi nào mình thấy cái này mức độ nhẹ cũng có xài, nhưng mà mình nhớ nha, trong cái những cái phác đồ mới là không có. Do đó là khi mình xài cái đường tại chỗ mà đã 6 tới 8 lần mà bệnh nhân không đáp ứng thì mới xem xét tới cái chỉ định đường toàn thân bao gồm đường uống và đường truyền. Còn cái corticosteroid thì mình lưu ý là nó sẽ có rất là nhiều loại: hydrocortisone, prednisolone, methylprednisolone, dexamethasone, nhưng mà mình sẽ thấy là đối với hô hấp thì methylprednisolone là nó gắn kết với mô phổi nhiều nhất mà nó mô phải 1.200 lần, nó cao hơn những cái corticoid khác. Do đó mình thấy trong hô hấp người ta dùng methylprednisolone chứ ít khi nào mà người ta dùng định cách mà người ta xài hydrocortisone. Nên nó khi đi lâm sàng á, mấy bạn phải để ý, ví dụ như bây giờ methylprednisolone cái ống của người ta là 40 mg, ví dụ như bệnh nhân này 40 kg thì mình xài liều là 40 mg trên một ngày. Nhưng mà nếu như cái chỗ của mấy bạn, cái khoa của mấy bạn không có methylprednisolone mà có hydrocortisone thì mấy bạn cho hydrocortisone mấy bạn phải đổi cái liều đó. Ví dụ như là 20 hydrocortisone thì nó bằng 4 methylprednisolone. Cho đó khi mình xài 40 methylprednisolone thì bắt buộc mình phải xài là 200 hydrocortisone, người ta gọi là cái cân bằng dự động học đó. Chứ nếu mà mấy bạn xài hydrocortisone mấy bạn xài nửa ống thì nó cũng không có bằng. Rồi về thuốc truyền ha, thì mấy bạn sẽ thấy người ta sẽ truyền aminophylline ha, là thuốc giãn phế quản cho bệnh nhân, hoặc là phổ biến nhất là ở đâu khoa trung ương là người ta truyền ricanin là eptalin á. Thì nhớ xài thì phải chỉnh liều, thì pha với gluco 5% ha, truyền tĩnh mạch, mà mình phải coi cái liều người ta cho phép nè. Ví dụ như theophylline không quá 10 mg trên kg trên 24 giờ nếu mình xài aminophylline ha. Tetbutalin thì mình cân nhắc là 0,5 đến 2 mg trên giờ ha. Thì nếu như mình xài mà mình thấy không đáp ứng thì mình phải coi cái bệnh đồng mắt của bệnh nhân, chứ mình cứ tăng lên tăng lên rồi xong mới vô rối loạn cái nhịp tim thì trên nền nó gây đột tử.
Về sử dụng kháng sinh thì phải có chỉ định ha. Dạ như là phân tầng theo nguyên tắc Anthony-Sen, tại vì nó là do nhiễm trùng đó. Và trên những bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn hoặc nghi ngờ trực khuẩn mủ xanh thì trong sách của mình nó sẽ có yếu tố nguy cơ dự đoán nhiễm khuẩn và nhiễm trực khuẩn mủ xanh. Tình hình kháng thuốc của vi khuẩn. Ví dụ như bây giờ mình thấy người lớn thì mình đã kháng hết với hầu như là amoxicillin là đã kháng hết rồi. Thì chỉ muốn xài mà amoxicillin thì phải phối hợp với kháng beta-lactamase đi kèm. Ví dụ như mình thấy osmanthin là amoxicillin kết hợp với axit lavulanic ha. Chứ mình xài amoxicillin như đó người ta nói nghiên cứu tình hình kháng thuốc mà vậy. Ví dụ như bây giờ mình biết ở chỗ mình kháng cái loại nào rồi thì đừng có xài nữa. Chứ mình xài loại ngay cái loại kháng thì nó cũng đâu có đáp ứng điều trị. Rồi, thì mình hay chẩn đoán là đợt cấp, mức độ nhẹ hay trung bình hay nặng ha. Thì tùy vào đợt cấp gì thì nó sẽ có những loại vi khuẩn mà dễ mắc ở trên cái mức độ đợt cấp đó. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng kháng sinh. Thì trong đây chỉ lưu ý cho mấy bạn, ví dụ như mấy bạn thấy mức độ nhẹ thì phần lớn là gram dương và H-influenza, phế cầu hoặc là vi khuẩn không điển hình. Nhưng nếu là mức độ trung bình mà chuyển sang mức độ nặng là có thêm nhiễm trực khuẩn mủ xanh. Do mức độ càng nặng thì nguy cơ nhiễm trực khuẩn mủ xanh càng cao. Vậy mà mức độ nặng người ta thường phối hợp kháng sinh ha. Còn mức độ mà nhẹ với trung bình thì người ta không có phối hợp kháng sinh. Cái thứ hai là mấy bạn học điều trị mấy bạn phải biết được á, là kháng sinh đó là diệt được con gì. Ví dụ như mình sẽ thấy là nhóm beta-lactam thì nó có cephalosporin. Thì mình muốn cho kháng sinh diệt trực khuẩn mủ xanh á, thì mình nhớ là phải từ thế hệ thứ ba trở đi. Nhưng mà thế hệ thứ ba thì chỉ có hai loại diệt được trực khuẩn mủ xanh thôi, một là ceftazidime, hai là cefoperazone ha. Ví dụ như mình cho cefotaxime mình nói là đánh diệt trực khuẩn mủ xanh là mình sai ha. Rồi đối với điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì có thở máy không xâm lấn nha. Thì khi mà mình muốn chỉ định thở máy không xâm lấn thì thứ nhất coi có chỉ định không, thứ hai là có chống chỉ định không. Ví dụ như một cái ca mà người ta vừa có chỉ định thở máy không xâm lấn nhưng người ta có chống chỉ định thì dĩ nhiên sẽ không xài. Ví dụ như mình thấy chỉ định là khi ứ CO2 trên 45 kèm theo pH phải nhỏ hơn 7,35, nhỏ hơn 7,35 nhưng phải lớn hơn 7,25. Nếu như nó dưới 7,25 là đã có chỉ định đặt nội khí quản rồi ha. Hoặc là mình thấy muốn thở máy không xâm lấn là mình phải ập cái mask thở và mình cố định, do đó những cái ca mà người ta bị không khạc đàm được là mình sẽ không có cho xài tại nó sẽ ứ CO2. Hoặc là những cái bệnh nhân phẫu thuật vùng hàm mặt thì cũng không xài, những bệnh nhân chấn thương sọ não không xài tại mình xài cái thở máy không xâm lấn thì nó gây tăng áp lực nội sọ. Rồi những bệnh nhân bị bỏng vùng hàm mặt rồi đó thì không có xài tại nó sẽ tăng nguy cơ nhiễm trùng lên. Do đó khi mà cho chỉ định thở máy không xâm lấn hay là thở máy BiPAP thì phải coi có chống chỉ định hay không. Nhưng mà khi muốn cho thở máy không xâm lấn là một cái tiêu chí mà mình thấy nè, mình phải nhìn cái ri giác bệnh nhân tỉnh táo thì mới cho xài. Còn mình bệnh nhân không tỉnh táo mình đốc vô mình không có theo dõi sát bệnh nhân thì bệnh nhân vô ngưng tim mình không hay luôn á. Tại vì nó sẽ nghẹt đàm. Còn thông khí cơ học xâm lấn là đặt nội khí quản cho bệnh nhân thở máy nha. Khi bệnh nhân pH nhỏ hơn 7,25, PaO2 nhỏ hơn 40 hoặc BaCO2 lớn hơn 60 ha. Nhịp thở trên 35, bệnh nhân ngưng thở hoặc tri giác lơ mơ hôn mê thì bắt đầu có chỉ định thở máy không xâm lấn ha. Thì nếu như những ca mình thấy có chỉ định thì mình cứ đặt rồi mình cho bệnh nhân thở máy. Chứ mình đừng có mà chần chừ kéo dài tại một cái ca mà mình cho bệnh nhân thở máy sớm mà chưa có ngưng tim ngưng thở thì mình điều trị khả năng nó đáp ứng cao hơn một cái ca mà ngưng tim ngưng thở rồi mình kéo lại mình cấp cứu. Thì khi mình điều trị xong mà nhiều khi bệnh nhân rơi vô trạng thái thực vật rồi bệnh nhân kéo cũng không có ra được. Ngoài ra thì phải điều trị bệnh đồng mắt, trong đó thì có tăng áp phổi hay suy tim phải ha. Rồi khi nào bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính xuất viện là khi bệnh nhân cải thiện triệu chứng lâm sàng trong vòng 24 giờ, khi máu động mạch ổn định trong 24 giờ, bệnh nhân biết sử dụng thuốc ở nhà và số lần mà dùng thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn phải dưới 6 lần một ngày. Rồi bệnh nhân có thể tự gắng sức được thì cho bệnh nhân xuất viện.
Dĩ nhiên những cái thuốc mà dùng chăm sóc cho bệnh nhân phải chuyển qua đường uống hết. Đang truyền Lâm thì sẽ không có cho bệnh nhân về. Sau khi ra viện thì phải quản lý bệnh nhân. Nhớ nha, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính điều trị đợt cấp xong là bệnh nhân phải được quản lý. Còn không quản lý thì nó sẽ tăng cái số lần đợt cấp nhập viện hơn và tăng nguy cơ tử vong. Rồi, thì mình làm bệnh án hoặc mình học điều trị thì tập trung vào điều trị đợt cấp ha. Rồi cái bài bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là hết ha. Thì mấy bạn có câu hỏi gì thì mấy bạn cứ hỏi. Ừ, em nói đi. Thường á là người ta sẽ đối với những bệnh nhân mà có hút thuốc lá đó thì bây giờ người ta sẽ điều trị bằng cách á, là người ta sẽ cho tầm soát thường xuyên, có nhiều chương trình tầm soát á. Xong người ta lúc trước á, là cái nhóm người ta sẽ phân nhóm nha, là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có nhóm A, nhóm B, nhóm C, nhóm D. Hồi đó là những cái phác đồ trước đây là nhóm A là người ta chỉ định là sử dụng giãn phế quản tác dụng cắt cơn hay chừng nào khó thở thì xịt, nhưng mà từ 2019 trở lại đây người ta thấy là cái việc điều trị ngăn tiến triển của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính á, người ta sẽ cho là bệnh nhân là sử dụng cái thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài để mà thứ nhất là nó sẽ cải thiện triệu chứng và làm giảm cái khả năng mà giảm chức năng hô hấp của bệnh nhân. Còn cái việc mà cái cơ chế á, ví dụ như mình sẽ thấy cái cơ chế của một bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính á, nó sẽ có ba cái cơ chế, một là cơ chế viêm, thứ hai là mất cân bằng giữa protease và anti-protease, và thứ ba là khi mà cái quá trình mà viêm á, nó do cái tạo ra những cái gốc oxy hóa, thì mình thấy là cái việc mà protease mất cân bằng giữa protease và anti-protease á, thì nó sẽ tùy vào cái cơ địa của mỗi người. Do đó mà không có lý do gì mà hiện tại thì người ta không có cái thuốc gì mà để người ta làm tăng cái anti-protease của bệnh nhân lên hết. Chỉ trừ khi nào mà những cái ca mà người ta định lượng ra thấy thiếu do cái nguyên nhân thiếu alpha một antitrypsin đó, thì người ta sẽ xem xét để người ta điều trị. Nhưng mà thật sự những trường hợp đó thì thường người ta sẽ ghép vô phổi là nhiều hơn, chứ hiện tại không có thuốc nào mà đánh như cái cơ chế là protease và anti-protease. Nhưng mà ví dụ như mình thấy một cái ca mà có hút thuốc lá nhiều mà mình trên 40 tuổi, mình nghi ngờ là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đó, thì mình cho đi đo chức năng hô hấp để mình chẩn đoán. Ví dụ như nếu mà bệnh nhân mà chưa có bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì mình khuyên bệnh nhân là ngưng hút thuốc lá nha. Còn nếu như bệnh nhân mà đã có triệu chứng rồi thì ngoài bên cạnh ngưng hút thì mình có thể là điều trị cái thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài cho bệnh nhân.